Đấy, em sử dụng voucher khuyến mại 50.000 nhé. Mà cái này của em chỉ có 43.000 thôi. Từ từ chị đang tính ra này để cái dí vào cho chị. Được không? Từ đang tính ra này đó. Cháu có chờ để xuống dưới kia tặng hả? Dạ. Cháu có chờ này vừa được ở dưới kia tặng. Vâng vâng, vừa được ở dưới kia tặng. Như nào mà nó tặng? Mình ra chụp ảnh check in xong rồi tag tên ba người thân xong rồi ấy tag cái địa chỉ PRG này vào là xong. Nhưng mà số lượng có hạn rồi, sợ hết giờ của chị nó cũng hết rồi. Ôi, nhân viên này trong này sao rồi. Đúng rồi, nhân viên trong này thì phải làm rồi, đúng giờ làm sao được. Nhưng mà thường phục thì mình vẫn là khách hàng chứ sao, nhưng mà tiếc quá đúng giờ làm. Ở đây thì cũng có số lượng hạn chế thôi, nhưng mà lúc đầu thì đấy em thấy ngoài kia cũng chưa phải đông lắm. Đấy giờ chỗ có khi chưa hết đâu, nhưng mà sợ giá trị không ra được. Em xin cái túi rồi. Ok. Ủa, miễn phí cũng hay. Được hẳn một bữa chưa rồi.